Xin chào các bạn đến với kênh Vlog Hoa Giấy Sa Đéc. Và ngày hôm nay em lại tiếp tục lên Lucky Four Hoa Giấy Mỹ đó anh em. Đầu tiên chúng ta đến mã số 1 nha anh em. Mã số 1 mình có 2 cây các bạn. 2 cây. Cây đầu tiên của mã số 1 là hoành 22 và nó cao 50 nha anh em. Con này thì dáng kiểu một rễ sắn lượng nha anh em. Anh em có thể trồng bay đổ đều được. Rồi anh em quan sát cây em lên con thứ 2 luôn các bạn. Rồi và tiếp tục thì mình lên con phôi số 2 nè anh em. Con phôi thứ 2 chứ, con phôi thứ 2 của mã số 1. Mã số 1 mình có 2 con. Con số 2 hoành 19 và chiều đổ 50 nha anh em. Con thì một rễ đổ cũng khá là lướt các bạn. Rất là đẹp luôn. Rồi em sẽ đưa hai con lại để cho anh em quan sát cho nó dễ nha anh em. Rồi đây là hai con của mã số 1. Cặp số 1 nha anh em. Cặp này thì mình giao luôn anh em 330k nha anh em. 330 là em bao sống, em bao ship toàn quốc cho anh em luôn nha. 332 con. Rồi em xuống cây luôn em ơi. Rồi tiếp tục mình đến mã số 2. Mã số 2 cũng dòng một rễ quấn quái luôn. Con này hoành 24 và dáng bay 65 nha anh em. Hoành 24 và bay 65. Con này cũng khá là quái, anh em quan sát em lên con thứ 2 luôn. Con thứ 2 dáng cũng tương tự luôn các bạn. Rồi mình xuống cây luôn em ơi. Rồi còn đây là con thứ 2 các bạn. Con thứ 2 của mã số 2, con cũng dáng bay luôn nha anh em. Cũng một rễ quấn quái luôn, mình sẽ cho hai con lên cho anh em dễ xem luôn các bạn. Đây là con thứ hai. Con thứ hai này thì thông số nó hoành 27 là cao 60 nha anh em. Hai con này cũng sống lượng khá là đẹp các bạn. Cặp này mình giao luôn anh em 350 nha anh em. 350 nên bao sống bao ship toàn quốc luôn, hai con rất là to luôn các bạn. Rồi mã số 2, hai cây 350 em bao sống bao ship, anh em quan sát em xuống cây luôn. Hai con này anh em có thể trồng đổ được nha anh em. Xuống cây luôn các bạn. Rồi tiếp tục mình đến mã số 3. Cây đầu tiên của mã số 3 có thông số hoành 22 và dáng bay 70. 22 70 nha anh em. Ở đây có cái vết sẹo. Vết sẹo này khá là lâu năm rồi. Vết này là do cái cành hơm mẹ hả lận các bạn. Nó bị kiểu cành hơm mẹ nè. Nó còn một vết kéo mài, nó chưa có liền không nha anh em. Rồi đưa con thứ hai lên luôn cho anh em dễ xem luôn các bạn. Đây là cái vết hơm mẹ nha anh em. Nói chung cũng không đáng kể các bạn. Đây vết hơm mẹ. Còn đây là con thứ hai. Con thứ hai của mã số 3, hoành 22 dáng bay 65. Rồi mình sẽ cho hai con lên cho anh em dễ xem luôn các bạn. Rồi hai con mã số 3, cây cũng rất là to các luôn. Zalo anh em 330k em bao sống bao ship toàn quốc nha anh em. Mã số 3 330. Ok em xuống cây luôn anh em ơi. Rồi chúng ta đến mã số 4. Cây đầu tiên của mã số 4 dáng quấn quái một rễ anh em. Hoành 16 và cao 50. Anh em quan sát em xuống cây em lên cây tiếp theo luôn nha anh em. Mã số 4 cũng có hai cây luôn mà. Rồi cây thứ hai của mã số 4 thì cũng một rễ sóng lượng luôn. Con này hoành 21 và cao 50. Rồi cho hai con lên, một con dáng trực xoắn, một con dáng bay xoắn. Hai con thì cũng hai phần dáng cũng không giống nhau nhưng mà được cái thằng xoắn giống nhau nha anh em. Anh em muốn giống nhau thì giờ mình ép nó lại dẫn chỉnh dáng cũng giống được rồi. Rồi cái mã số 4 hai con. Mã số 4 hai con này em giao luôn em 250 thôi. 250 thêm bao sóng bao ship toàn quốc nha anh em. Rồi ok em xuống cây luôn các bạn. Rồi và tiếp tục mình đến mã số 5. Cây đầu tiên mã số 5 hoành 27 cao 50. Cái cây này của clip trước nè, em giao luôn clip trước nè. Bán ế nè, này mình sẽ sale giá lại nha nè. Rồi cây đầu tiên mã số 6 chứ. Cây mã số 6 cái đầu tiên hoành 27 và cao 50. Cái tàn thiên nhiên. Rồi đây là cây thứ hai. Cũng tàn thiên nhiên luôn. Cái con này thì thông số hoành 26 và nó cao cũng 50. Hai con mình sẽ thả hai con lên cho anh em xem. Cái này cái cũ các bạn, mình bó hơi cao cho nên là cái đế nó còn ở trong đây nữa nha anh em. Rồi mình sẽ cho hai con lên cho anh em dễ xem luôn anh em ơi. Hai con này clip trước mình giao luôn anh em 350. Clip này mình giao luôn anh em 300 thôi. 150 ngàn cây, hai cây 300, hai cây rất là to và nặng, hai cây khoảng 15 kg các bạn. Rồi em sẽ bao sống bao ship toàn quốc cho anh em luôn nha anh em. Rồi em xuống cây luôn các bạn. Rồi chia tay cái mã số 6, hai cây 300k, hai cây tàn thiên nhiên thì chúng ta đến mã số 7. Cây đầu tiên hoành 19, cao 75. Rồi em sẽ cho con thứ hai lên luôn các bạn. Đây là cây thứ hai rất là to luôn. Cây thứ hai cũng dạng một rễ nha anh em. Cái đường kính của cái cọng rễ nó to lắm ạ. Có to khoảng 10 phần nha anh em. Chiều cao của nó thì 75 và nó hoành 23, hoành cổ 23. Rồi mình sẽ thả hai con lên luôn cho anh em dễ xem anh em ơi. Rồi mã số 7, hai con 320k bao sống bao ship toàn quốc luôn. 160 ngàn cây, hai cây 300 rất là to luôn nha anh em.
320 chứ, 160, 320. Anh em quan sát em xuống cây luôn mà. Mã số 7 nha anh em. Tiếp theo đến mã số 8. Mã số 8 cây này cây ế, cây này em quay cũng nhiều clip lắm anh em ơi. Quay hoài luôn anh em. Một thân lắc lượng, thân em thấy cái dáng nó cũng đẹp mà. Cây này thì một rễ nè, dưới đây nó cũng quấn cũng lượng khá đẹp, hoành 17, cao 70. Rồi cho con thứ hai lên luôn. Con thứ hai cũng tầm cao tầm trung, hoàn toàn cũng tàn thiên nhiên luôn nha anh em. Dáng cũng lắc đẹp, một rễ luôn. Mà điều rễ này nó không xoắn như cọng rễ kia, hoành 20, cao 70. Rồi cho hai con lên luôn. À, hai con em giao lưu anh em xả vàng giao lưu anh em. Hai con này giao lưu anh em 230k thôi. 230 bao sống bao ship nha anh em. Cây mới cây cũ ba, 230 hai con. Hai cây rất là to cao luôn. Rồi em xuống cây luôn anh em ơi. Rồi tiếp theo đến mã số 9, cây đầu tiên hoành 19 cao 55. Hoành 19 cao 55 nha anh em. Cái con này còn nhân bài nè, cái con này trồng như vậy nè. Rồi anh em quan sát cái em lên cây tiếp theo. Mã số 9 em cũng có hai cây luôn nha anh em. Rồi lên cây tiếp theo luôn bạn. Rồi mình lên cây thứ hai của mã số 9 thì hoành 22 cao 50. Cũng tàn thiên nhiên nhân ba nhẹ, cho hai con lên luôn cho anh em dễ xem luôn. À, hai con này cũng khá là đều cặp với nhau, dáng cũng khá là đẹp các bạn. Mà còn hai con mã số 9. Rồi cái cặp này em giao luôn em 280k nha anh em, 140.000 cây, hai cây 280 thì sẽ bao sống, sẽ bao ship toàn quốc cho anh em luôn nha anh em. Rồi em xuống cây các bạn. Rồi tiếp tục thùm đến mã số 10, dàn một rễ. Cây hoành 23 và dáng đổ 50 nha anh em. Một rễ, cái cọng rễ cũng to các bạn. Cọng rễ nó to to hơn lon bia mình uống nha anh em, to hơn nha. Em cầm hơn nửa thân đó. Rồi em sẽ lên con thứ hai luôn anh em ơi. Đây là con thứ hai. Cái con này em cũng bán ấy mấy clip rồi anh em. Cây này em thấy cũng đẹp mà sao quay hoài nó không bán được các bạn. Mấy clip rồi đó. 23. Hoành 23 và cao 52. Rồi em sẽ cho hai con lên luôn mà cây mới cây cũ nha anh em. Cây mới cây cũ em sẽ sale giá cho anh em cặp này nha. Rồi hai con em giao luôn em 260k thôi, bao sống bao ship toàn quốc luôn. 260 là em đã sale giá cái cây cũ nha anh em. Cây cũ nhưng mà kiểu cũng một rễ sáng đẹp à. Em quay cũng 2-3 clip rồi. Rễ có hiện tượng ra rễ luôn nha anh em. Bỏ bầu mấy bữa rồi. Rồi em xuống cây luôn à. Rồi chúng ta tiếp tục đến mã số tiếp theo, mã số 11 dáng cao. Cây đầu tiên có mã số 11 hoành 23 và ra cao 70 nha anh em. Rồi cho hai con lên luôn. À mình còn con nữa mà. Còn con đó. Con này cũng quay clip trước luôn rồi anh em. Hôm nay mình cũng sale giá lại cho anh em luôn nha. Con này thì hoành 28 nè các bạn. Con này to hơn kia chút xíu. Và cao thì cao 75. Rồi cho hai con lên cho anh em dễ xem. Hai con này rất là to luôn nha anh em. Có hai con rất là to cao. Hai con này em giao lưu anh em 330k thôi, em bao sống bao ship toàn quốc nha anh em. 330 thôi nha. Hai cây rất là to luôn các bạn. Cái thân của nó anh em. Cái này là em đo chỗ em đo hoành làm đo hoành cổ trên đây nha. Còn dưới cái thân này thì nó to hơn nhiều lắm à. Thân này to như cổ chân của em anh em. Rồi em xuống cây luôn qua. Rồi và tiếp tục mình đến mã số 12. Mã số 12 này mình có hai cây, hai cây này cây lỗi các bạn. Cây này nó bị đầy tróc nước già. Đầy tróc nước già đây em đã xử lý keo cho nó rồi nha anh em. Đó, này thì mới tróc thôi. Cái con này thông số con này hoành 23 và cao 50. Rồi cho con thứ hai lên luôn. Cái con thứ hai cũng bị lỗi luôn nè anh em. Đây là con thứ hai nè anh em. Con thứ hai thì nó cũng đây nó bị tróc miếng da với cái bụng nè. Đây, sẽ quay lên cho anh em xem. Đó, tróc miếng da. Tróc miếng da này thì lâu ngày rồi và nó cũng đang có hiện tượng kéo mài nha anh em. Cái này thì em chưa có xử lý keo. Cái nãy thì em xử lý rồi. Đây em thả hai con lên cho anh em dễ xem luôn các bạn. Con này hoành 29-50 nha anh em. Rồi hai con lỗi. Em giao lưu anh em 220 thôi. 220 hai con nha anh em. Em sẽ bao sống, em sẽ bao ship toàn quốc cho anh em luôn nha. Hai cây rất là to luôn. Và em cũng xin phép em kết thúc clip tại đây. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo nha anh em.